Vâng, xin chào các bác nhé. Em có thớt Tuller Kenwood này, có mã là KT 747. Đấy, đây là một thớt Tuller. Nên cho bác nào mà thích kiểu nghiên cứu gọi là trưng bày này thì lấy con này về nhé. Đấy, hàng người ta ở trong kho nhé em. Đấy, trong này thì điều kiện ánh sáng hơi kém một chút. Kích thước đây. Kích thước con này là 34. Kích thước là 34. Đó, đây là một con Tuler KT 747. Đó. Đợt này nhà em lại hơi rước đầu một chút là lại bị đòi cái kho này, thế nên là lại phải chuyển đi. Thế nên là em sẽ thanh lý nhanh một số đồ sản phẩm. Con này thì hiện tại là dây nguồn nó về là không còn này, bị cắt mất rồi này. Đấy, tình trạng hàng hóa ở đây. Đấy, nó có cổng VESA rồi đầu em cái thứ này. Cái này là chắc là cái kẹp băng ten ngày xưa, nhưng hiện tại thì nó không còn. Con Kenwood KT747, hàng Japan. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật luôn. Đây các bác có thể nhìn. Japan. Ở đây thì em không mang quên mang khăn vào thế nên là cũng chưa vệ sinh được. Còn có về vệ sinh thì nó sẽ sạch nhá. Nó sẽ đẹp ngay. Bởi vì đây là trong kho. Đấy. Em đang bị phải xả một số đồ để giả kho. Đấy, thì về các bác có thể cắm dây thử nhá. Thì con em bán theo giá trị trung bình chính thôi. Đấy, còn mọi thông tin đặt hàng thì cứ gọi cho em qua số 0966. Năm chín bốn năm tám một hoặc số 0979 891 682 nhé. Đấy, em thanh lý bớt một số sản phẩm. Đấy, thì bác nào chốt con này thì alo anh em. Con này em không có dây nguồn đây thì xả thanh lý cho các bác giá là 300k nhé. Xả thanh lý cho các bác là 300k. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.